Xin chào các bạn nha. Lại tiếp tục nữa, đây là chiếc xe Yamaha MT-15. Đó, thì chiếc xe này bị khách hàng này ở quận 12 đến với shop mình thì lắp đặt một cái cây trợ sáng Kenzo Seat 60 các bạn nha, chính hãng, hàng của Nhật luôn ha. Đó, thì đây là cái bóng đèn zin của anh, đây là bóng dạng bi cầu đó các bạn. Đó, ok ha. Các bạn cũng đã biết là đèn zin hãng đều là, nói chung là lắp chỉ có lệ thôi. Ánh sáng thì nói chung là đủ để mình đi thôi. Nếu mình chạy tốc độ cao tầm khoảng hơn 60 đi ban đêm các bạn rất là nguy hiểm luôn, tại vì nó không có đủ đáp ứng được ha. Đó, đây là cái đèn zin của anh ha. Bạn nào mà đã sử dụng xe MT-15 thì cũng đã biết rất là dở luôn ha. Cái đèn rất là dở luôn. Tuy là bi cầu nhưng mà những chip led phía trong thì nó rất là yếu luôn, không ra độ sáng tốt được. Thì đây là cái bóng đèn chiếu sáng CX60 ha. Đó, thì khi lắp đặt thì như zin luôn các bạn. Đó, ok ha. Vị trí lắp đặt thì nói chung là như zin luôn, nói chung là mở này ra đặt cái kia vô rồi qua cái đấu điện thôi, quan trọng là cái phần đấu điện thôi các bạn. Còn lắp đặt cái đèn thì rất là đơn giản nha. Đấu điện thì bên mình đầy đủ những phụ kiện relay và cầu chì đầy đủ nha. Đặc biệt là không cắt dây điện zin của xe khách hàng. Sau này anh khách hàng chán có thể về zin vẫn được. Đó. Và khi lắp đặt vô thì rất là đẹp các bạn ơi. Đó. Ok, mã chế độ code và không gây chói mắt người đi ngược lại. Nó có chế độ backseat thì chung luôn nha các bạn. Chế độ backseat thì chung luôn á. Đó, ok. Em tắt cái chế độ pha coi. Tắt chế độ pha. Rồi nổ máy lên giùm anh luôn, nổ máy lên. Rồi, ok. Tắt cái chế độ pha. Tắt cái độ mở đèn đúng rồi, là backseat. Đó, backseat các bạn. Backseat em đừng mở đèn, backseat đúng rồi. Chế độ backseat này như zin luôn các bạn nhé. Rồi, mở đèn lên, mở công tắc lên, mở công tắc đèn lên. Rồi, mở pha em. Đó, pha này nó ok nha. Rồi, mở đèn luôn, em mở công tắc đèn luôn, đúng rồi, mở tắc đèn luôn và mở pha luôn. Đó, pha này các bạn. Đó, điều như zin, nói chung là xe này MT-15 này các bạn. Chiếc xe này á, khi nổ máy lên là nó sáng đèn luôn. Hiện tại là mình làm cái công tắc tắt mở đèn cho cái bóng đèn trợ sáng của mình luôn nha. Bóng đèn trợ sáng mình nó có hai chế độ các bạn, code và pha nha các bạn nha. Nó cũng giống như cái bi cầu này gì đó, nhưng mà bây giờ mình làm công tắt mở đèn rồi, nó rất tiện lợi luôn. Rồi một tí xíu mình sẽ thử ánh sáng và chèn thêm một cái video cuối cùng cho các bạn xem về ánh sáng thực tế của bóng CX60 Kenzo CX60 nha. Rồi cảm ơn các bạn đã xem hết video, cảm ơn rất là nhiều. Bạn nào có nhu cầu làm xin liên hệ shop mình nha. Địa chỉ là 235C Mà Phá Mạnh, đường Phan Anh, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân. Các bạn số điện thoại là 0346669686 nha. Cửa hàng mình tên là Độ Đèn Xe Máy Son Anh. Số điện thoại trên đây mình có đăng ký Zalo các bạn, inbox Zalo để mình tiện tư vấn cho các bạn nhé. 0346669686 ha. Cảm ơn các bạn đã xem, cảm ơn rất là nhiều ạ.